Em lần đầu em nhìn thấy nhiều tiền nữa. À, dưới kia có lạnh không? Lâu lắm anh không được cho lợn mình ăn rồi. Hôm nay mình cho lợn ăn xem là có ăn ngon. Đang ngon. Lúc đấy đi xem con sợ để chạy. Lâu không gặp. Hôm nay anh cho ăn rất là ngon lắm. Lâu không gặp thì anh kiểu đẹp trai hẳn đấy. Về nhà mẹ làm công việc này nữa. Cùng nhau làm việc thích mà. Ăn thôi. Tao đã nhìn nó ăn ngon lắm. Ăn ngon lắm. Ui giời, con này cũng ngon. Cái con kia bây giờ cũng tập ăn rồi anh ạ. Ăn đấy. Đây. À em cũng cái đấy. Em không để anh khách. Khi lợn ăn ngon thế này. Ngon nhưng mà không ngon là hôm nay đâu. Đây có anh nên nó vui hơn đấy. Để em sách đó. Để tôi sách cho. Lâu lắm rồi mới được anh cho ăn đấy.
ra chưa? Con quên mất rồi. Thế để con đi thả. Con đi thả luôn. Chơi nha. Chơi nha. À, muốn ra lắm rồi. Rồi. Em đi lấy cái chổi nha. Nghỉ đi để em không làm. Không sao đâu mà. Anh làm mình cứ không làm á. Anh thấy em vất vả là anh buồn lắm. Anh phải làm để sao để cho mình không còn vất vả nữa. Nhỉ. Mẹ đào luôn. Ừ. Dọn xong chưa? Con dọn xong rồi. Mẹ ơi, nước sôi rồi. Ừ. Cạp đâu. Nóng à? Không nóng.
Phan ơi. Dạ. Chiều mới về tí nữa mình làm bữa cơm ăn nhé. Vâng. Nhưng mà chắc là con đi nấu cám lợn xong tí nữa con làm. Hết cám lợn rồi mẹ. Cái gì? Đấy nè. Cái gì? Cái gì? Đồ này có thể mua dê rồi đấy. Ôi. Được nhiều thế anh. Nhưng mà anh đi làm vất lắm nhỉ. Cái này được khoảng mấy con dê em? Em lần đầu anh nhìn thấy nhiều tiền đấy. Cái này chắc cũng được mấy con anh ạ. Nhưng mà anh dê cũng, đắt lắm. Anh cũng lần đầu thấy anh cất kỹ lắm. Hôm trước anh gửi ít về em vẫn không. Em không dùng à? Em cất để cho anh về xong là mua dê chứ. Anh ở gửi cho em. Này em cất để. Ôi. Đấy còn mục tiêu đồng nào chứ. Để bằng này đấy. Cất vào đi. Để lúc nào đấy mình đi tìm dê mua nhé. Chắc là phải qua mùa đông thôi anh. Bây giờ lạnh lắm. Đi xa nhớ vợ. Em cũng nhớ anh nữa. Tí lợn cám lợn. Tí lợn tôi cũng ăn đấy. Được băng này cho đợi đợi. Đừng anh băng mỏi cho em đi lấy nước đã. Anh đi làm em ở nhà em nhất suốt nữa. Hay là có anh nào về hội nhất ấy. Em cũng mong con nào về hộ em ấy, nhưng mà có ai đâu. Trời ơi, thế á? Ôi, thế thì anh bây giờ không dám đi đâu nữa đâu. Anh sợ lắm. Đi lâu xem. Lại còn mong có ai về hộ nữa chứ. Giờ anh không dám đi làm nữa đâu. Sợ. Em còn mong ai về hộ nữa, không dám đi nữa đâu. Anh biết em chưa mà anh nó thế. Chắc còn nhớ anh lắm. Chú gì mua gà còn sợ lắm rồi. Yeah. Anh đi lấy dao về hộ anh băng. Hết rồi. Ở nhà không có anh ở bên cạnh cũng buồn không? Có chứ.
sao lại buồn? Vì sao em lại buồn? Em đố anh biết là sao em buồn đấy. Anh thử đoán nhé. Ừ, anh đoán đi. Vì anh đi, anh đem cả trái tim em đi đúng không? Sao đoán chúng thế? Sao anh biết gió đấy? Bây giờ làm việc chuẩn lắm. Nhìn gì đấy? Thích ngắm. Nhìn nhiều em ngại quá này. Mình cười lại anh ấy. Con gà con đi tìm ăn mà. Sao mình đói rồi? Để ăn thịt chưa đâu mà. Em gặp con gà người đang sẵn rồi hả? Biết nó ăn thật đấy. Mẹ nó ngủ cho đấy. Nó ngủ đấy. Mẹ nấu cơm đấy. Mẹ cứ để cho con nó làm. Mẹ nấu được mà. Làm thì em cũng phải làm đúng không? Cái mày ngã đây. Cái ngô này chưa ngã trượt, trượt đâu không? Đấy. Ngon đó. Lan nhỉ.
ăn nó ngon không? Chè như thế này. Bên này là anh sang bên kia. Đấy, bên này được rồi. Giống phải ngô hay mà trượt ngá mày ạ. Ngô này trơn mà. Mày uống nước mày ơi. Mẹ không có khát này. Con ế. Mày uống nước. Không thấy khát này, con ốm. Vừa về nhà đang ngã đó. Đi bắt con gà tí pha làm bữa tối nhá. Con đi xem cái nồi cắm nước. Con ngồi đây nhá. Bà ở nhà bạn nhớ tớ không? Nào, về đây. Có chung ngủ rồi. Thế để con đi lấy cho. Thế con không làm gà. Anh Triều bảo anh Triều khác làm. Mẹ đi nghỉ đi. Thank you.
củ tay khá lạnh ấy. À, mình đây lạnh hơn ở dưới ấy. Ở dưới kia chắc ở thành phố ở ra nhà nhiều lên có ngủ được không? Ôi nước sôi. Em lấy rau gì ấy? Nhìn ngon đây. Mày ăn đi. Em với mẹ ở nhà lâu lâu lại mổ gà ăn đấy. Con ở dưới kia không được ăn gà này đâu. Đúng gà kia. Gà nhà mình ăn mới ngon. Anh ăn đi. Con với mẹ nhé. Ăn đi. Mẹ ăn đi. Rau cũng ngon đúng. Ăn đi, ăn mẹ vào. Vâng. Sáng nay anh chiều đùa con nhé, sau là bảo về hỏi gà nhà mình mua chứ con còn tưởng thật. Không nhận ra, con không nhận ra. Con không nhận ra, đủ cái mũ do mẹ đeo khẩu trang vào. Chồng mình còn không nhận ra mẹ. Đấy con tưởng là người lạ là con sợ rồi đấy. Tưởng là chú nào thật đấy mẹ. Mẹ có không nhà nữa chứ nhỉ. Mẹ sợ đấy mẹ. Đi. Vâng, ăn. Ăn nhiều à? Có ăn thật đấy. Ừ. Ăn đi. Còn nhưng mẹ đây này, mẹ cũng ăn này. Ngon. Mẹ thật là vui tính. Mẹ ăn đi. Mẹ khai ngáp được mà. Anh ăn đi. Ăn thật tốt tính mẹ nhỉ. Ăn đi. Mà nó, ăn
Ôi ôi, ngon quá mẹ. Ngon nè. Mày ngon nào mày. Hình lạnh. Sẽ ấm. Lạnh. Quá đi mày đi. Hơi lạnh ấy nhỉ. Ôi. Dưới kia có lạnh. Lạnh nhưng mà đỡ hơn nhà. Mình ở trong này. Đi khai ngôi. Chắc là nhà nhớ. Em ở nhà với mẹ làm công việc gì? Làm nhiều nhưng mà toàn làm linh tinh. Mấy hôm vừa rồi vừa đi thu mua. Hôm trước em với mẹ đan được hai cái lồng. Đúng không? Đan xong hai mẹ con buồn cười lắm. Thoải mái hơn. Ngủ rồi.